Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô một được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 350.000 thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, bắt trong các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Quý Lén là một vị tướng nói chung rất lâu rồi, chúng ta chưa chơi Quý Lén. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm đến tất cả các bạn một vị tướng Quý Lén. Và Quý Lén trong clip này thì mình khẳng định sẽ giúp cho tất cả các bạn chơi thật tốt ở trong mùa này. Và Quý Lén các bạn biết rồi, có một cái đợt thì nó cực kỳ mạnh, nhưng xuyên suốt trong những mùa gần đây thì Quý Lén rất là mờ nhạt ở trong vị trí đi đứng. Vốn gì rằng Quý Lén rất khó chơi. Khó chơi ở đây không phải bị giảm sức mạnh, mà khó chơi ở đây là rất dễ chết và thường bị lật keo. Và để sử dụng Quý Lén như thế nào cho hiệu quả thì trước tiên đến với một cái phần quan trọng thì mình xin giới thiệu một chút anh em nào nhu cầu mua quân huy hoặc là muốn tư vấn nick thì nhắn tin qua Zalo của mình để mình có thể là rep trực tiếp và nhắn tin tư vấn trực tiếp cho anh em qua Zalo các bạn nhé. Còn không, các bạn có thể là lên trực tiếp shop mơ sướng.vn để các bạn có thể mua nick. Và bây giờ chúng ta sẽ trở về cái vấn đề chính. Quý Lén thì cách chơi cách farm thì nó cũng sẽ chả khác gì các vị tướng khác. Khi chúng ta sẽ farm lên level 4, và khi lên level 4 thì chúng ta sẽ tập trung đi gánh một cái đường đánh nhau. Đấy, thì cái đường trên này là cái đường đánh nhau ác liệt nhất thì mình sẽ vượt vượt đây. Rồi, thằng màu thấp nhất nhé. Đấy, mục tiêu Quý Lén chọn ở cái dàn đầu game đó chính là những vị tướng và cái thằng tướng nó ít máu nhất các bạn nhé. Đấy, cái pha này giết được rồi thì kiếm cút. Rồi, đấy, cái mục tiêu đầu game của nó chúng ta sẽ rõ ràng quan điểm là thằng nào thấp máu nhất mà mình được giết được cơ. Thấp máu nhất đạt điều kiện mình giết được thì mới được lao vào. Còn không, Quý Lén không phải là một vị tướng mở giao tranh tốt, mà không phải là không mở giao tranh luôn, nói thẳng là không mở giao tranh. Đấy, trừ khi các bạn giết được vị tướng thì các bạn mới mở giao tranh. Bởi vì Quý Lén là một vị tướng không có cơ hội khi lao vào xịt đó các bạn nhé. Khi Quý Lén lao vào không kích được một vị tướng thì nó không còn cơ hội để sống sót, cho nên Quý Lén nó khó hơn các vị tướng là như vậy. Khi chơi vị tướng Quý Lén, cái bài toán chúng ta gặp phải như nào ạ? Đó là cái bài toán vào combat, vào mục tiêu. Đấy chính là 80% thành công của vị tướng Quý Lén thôi. Thì clip này các bạn ngồi đấy với mình thì mình sẽ giải cái bài toán rã vào combat và vào mục tiêu như thế nào. Đấy, chúng ta sẽ chia. Trước khi muốn hiểu hoặc vào thật tốt thì chúng ta phải hiểu được cái lượng đô của mình, cái lượng sát thương của mình không đúng 100% nhưng phải đúng được trên 70%. Là ví dụ mình gây được 1.000 máu thì biết chắc chắn mình phải gây 700 máu trong cái pha combat này thì nó sẽ án vào các vị tướng. Đấy, giai đoạn đầu game khi Quý Lén chưa đủ kết liều một vị tướng nào cả thì bắt buộc chúng ta sẽ phải nhìn những vị tướng nào thấp máu nhất và tiếp cận dễ nhất thì chúng ta vào. Còn không thì như nào thì đi farm đi các bạn ạ. Khi không đi farm đi các bạn hãy nhìn này. Đấy, team địch chẳng hạn Alistair này, rồi là thằng Alip này, rồi là thêm thằng nào Văn Hê Yến này, rồi thêm cái Red Team là phún choáng. Thì Quý Lén nổ vào cưng càng khó. Thì clip này mới đúng để cho tất cả bạn học hỏi. Đây, thằng Tu Lén của nội tàng đây. Rồi lao từ từ, mình cũng chẳng lao ba nha, từ từ lùi một chút, từ từ lùi. Rồi vào đi anh ngã thất, rồi chật vào phán này vào này đấy. Không phải cái lúc nào các bạn vào nhá, nếu mình vào trước cái ba đấy thì mình cũng đủ đấy. Các bạn nhớ, như mình đã nói các bạn vừa rồi, Quý Lén sẽ không bao giờ lao vào chiều nay khi mà chơi đủ đáng. Cái phá vừa rồi mình chỉ vỉa máu, mình lùi một chút để thằng án thấp lao vào tánh cơ. Đấy, nôm na rằng chúng ta là đây là một tiếng vét. Đây là một tiếng vét, một tiếng vét. Và bắt buộc chúng ta phải vét mạnh. Đấy, nhìn vào cái tình huống vừa rồi các bạn sẽ hiểu hơn về cách chơi Quý Lén mùa này. Đấy, cái pha vừa rồi mình tiếp cận được hai thằng nhất, mình không vào, mình chỉ cầu rìa và lui một chút khi là thằng Á thức tánh cơ thì mình sẽ vào. Nôm na rằng chúng ta sẽ một tiếng vét. Đấy là cái giai đoạn đầu game các bạn nhé. Khi cái lượng đô của chúng ta chưa đủ, chỉ đủ để giết một tỷ tướng tầm 50% máu đầu về thì chúng ta sẽ ưu tiên những mục tiêu dưới 50% máu. Còn về giữa game thì sẽ như nào?
giờ game thì chúng ta khi mà đủ một cái lượng đô, khi có 20 đô kết liều được một vị tướng rồi thì nó sẽ ưu tiên bắt lẻ đạt trong trạng thái nào, trạng thái không có hai vị tướng là lấy tài đi sao, đi kiếm nó phun choáng. Bây giờ mà lao vào hai vị tướng nó còn phun choáng mình là các bạn bay vào bốc hơi ngay lập tức, chỉ cần bay vào Alistair kết hợp bắn hay in, hoặc bay vào bắn hay in kết hợp thằng Venet, hoặc bay vào thằng Alike kết hợp với thằng Van Hiên khi nó còn chưa chuẩn thì đồng nghĩa mà sẽ nằm xuống. Vậy trong trận đầu phun chuẩn này chúng ta sẽ làm như nào ạ? Chúng ta sẽ làm như nào? Đơn giản thôi, có một cách rất là đơn giản hiểu. Vậy nên chúng ta phải chú ý từng mục tiêu. Ví dụ muốn bay vào thằng Alistair thì phải xem nó còn chưa ba không. Muốn bay thằng Van Hiên thì chỉ còn một cách là nó có chuẩn người không. Đấy, khi tất cả các bạn muốn bay vào bất kỳ một vị tướng nào của chúng ta thì phải chú ý nó còn chuẩn không. Hoặc là nó còn bao nhiêu máu, nếu nó còn dưới 50% máu mình tự tin nên giết nó trước khi nó toàn thì sẽ bay vào đấy, phải nhớ cho mình nhá. Còn không thì phải chơi như nào, chờ team mình con bát 4-5 thua thiệt với dàn đâu game, mình thua một chút một tí đi nhưng mình sẽ hết được nắm màn của nó đấy, là cái giá trị mà chơi quý lên các bạn thì nắm dư và nắm bắt được như vậy các bạn nhá. Bắt buộc quý lên phải chơi như vậy bởi vì đây là một vị tướng bay vào không giết được người thì không còn cơ hội để thoát ra đâu. Cho nên bắt buộc đây một vị tướng lao vào nó khó hơn các vị tướng khác như Triều Vấn này, như các vị tướng khác lao vào nó vẫn còn cơ hội sống sót, như Triều Vấn còn chơi một để mà kháng hiệu ứng không kỳ để chạy, như Murat kích hoạt chơi một để về, như Nakagot thì hồi chiếu thì nó thể là chạy, những quý lên là không, quý lên nói không thì chạy được. Cho nên bắt buộc nó khó hơn các vị tướng khác là về cái mục tiêu. Đây bây giờ phút thứ 6 26 thì cái lượng đô này của mình có thể kết liều một vị tướng nhưng chỉ đi lẻ hoặc là nó có thức rồi. Cái này mình sẽ nấp một chút này. Đấy, bây giờ cái lượng đô của mình nó giết được 8% máu một vị tướng đâu thì mình sẽ chơi thì vị tướng nó có 70% máu, mình lao vào mình sọc luôn. Đây chẳng hạn là Alice từ bình tĩnh rồi, Alice nhá, đây giết Alice hết rồi, Alice tới rồi bắn hết con bắn lên hoặc thằng Vedet này, Vedet trước này, Vedet rồi tiếp tục thằng nào bắn hay in các bạn nhé. Đấy, đấy là cái cách mà mình lao vào trong combat này các bạn ạ. Thằng Alistair khi mình thấy nó hết chiêu 3 đấy thì mình sẽ bay vào ngay lập tức chơi nó luôn. Đấy, khi thằng Vedet để cho team mình đánh nhau trước, đấy không phải là bỏ đồng đội, các bạn vẫn để đồng đội các bạn đánh nhau mà các bạn bỏ chạy ấy thì đó mới lùa các bạn. Nhưng các bạn chờ đồng đội các bạn đánh nhau và chờ team địch vừa hết chiêu thức các bạn lao vào thì đấy là một người chơi tốt các bạn nhá. Cái cách này không phải là cái cách để mình hướng dẫn các bạn chơi kiểu là em thấy anh chơi cái kiểu nhấn bổ sư đi được nữa, anh chơi một kiểu để thấy đồng đội đánh nhau một thôi anh mới vào thì là thật anh hướng dẫn cái gì của nó thì khổ lắm em ơi, chắc tử khổ lắm. Cái thằng Quy Lên sinh ra như vậy đấy em ạ, chẳng thể giải thích được đâu, cái đó phải kiểm cái thứ hai nhá. Tại vì sao không thể thì cho thằng Quy Lên là một vị tướng mờ có mát đi. Đấy, muốn mở góc mắt đơn giản thôi. Em muốn mở nhanh cái tím này với, khi nó còn phun choáng. Ôi, chưa kịp hè. Cái tàn hình một cách thì nó nổ tỏi. Từ hôm nay cho đến Happy New Year 56 vẫn chưa hết choáng. Mà Happy New Year 56 chưa hết choáng thì đến năm sau vẫn chưa hết choáng này. Alistair nó nền một phát bá giấy nè. Sướng sướng thôi. Văn hẹn nó nền dây rưỡi nè, nhẹ nhàng nè. Alistair nó tảng cái tầm khoảng 2 giấy này nè. Thằng Vedet nó xuống cho tầm khoảng 2 giây là cái bao nhiêu? 100 cái mảng thôi. Thằng Quy Lên không thể đủ được. Đây cái pha này các bạn nhìn này. Rồi mình sẽ nhìn này, từ cái pha này không đo được. Đấy. Đơn giản không? Bởi vì như nào? Alistair còn chiêu bán mình nông nàng tin đi con chuẩn. Con chuẩn làm sao? Thì chim cút thì làm gì mà cái bay vào mà chết à? Chắc các bạn nói mình bay vào cái chết. Đấy, đúng các bạn. Khi không, đây là một trận đấu khó nhá, mình phải chỉ cẩn thận như vậy thôi. Nhưng khi tất cả các bạn trận đấu các bạn mình nghỉ không có một trận đấu nào muốn choáng như thế đâu. Ít lắm các bạn ạ. Ít nhất thì một cái choáng các bạn vào rất dễ. Rồi, Alistair hết cho bạn nhá. Đây, Alistair này. Đấy, rồi, ok. Xong chưa? Có thằng nào nữa? Rồi, Alistair hoặc thằng Vedet luôn. Đấy, Vedet rồi thằng nào? Alistair. Đấy. Có thằng nào nữa nào? Thằng nào? Thằng Van Hayin. Hay thằng nào nữa? Đây, tụ lên. Là vào chơi luôn con băng sương nha, băng thủ này chập phía sau một phát này. Đấy, cho nên là anh điểm ô ở đó chưa bá chim cút máy mà thằng Văn Hiên không chọn pha để thì vẫn còn chọn. Đấy, lui lên một chút, bình tĩnh, quá là kêu rồi, từ trở lấy một tạm giấy rồi không biết được mấy là kêu không, bình tĩnh có thể là chơi rồi, chơi chưa bá phát này, chưa bá phát ra bông vô mega kêu này. Đấy rồi, lá vào mega kêu nghe đấy, chúng ta phải tỉnh táo như vậy chứ. Cái pha bên đôi của Vegas, của Alice, của Alistair thì mình đã thấy rằng Alistair hết chưa bá rồi,
thì mình sẽ chọn mục tiêu là thằng Alistair. Tiếp theo, khi thằng Alip nó ở trong trụ, mình không vào được, thì có thằng Vayhead ở ngoài trụ, mình vào thằng Vayhead. Tiếp theo như này, Alip, và mình sẽ bắn trụ thủ lên, và tiếp theo mình hit big. Các bạn thì đơn giản easy chắc. Hầu như lúc mình vào team địch nó hết choáng hết. Đấy là cái quan trọng để các bạn chơi Vayhead các bạn nhé. Đấy, học có cái đề đề quyết định chơi Quillet. Đấy, hãy nhớ những cái điều đấy. Chơi Quillet nó không hề dễ dàng một chút nào. Tuy dễ nhưng không phải dễ các bạn nhé. Đấy, cách chơi combo của nó thì easy các bạn, là nhấp thiếu 3 một phát áp sát cái người kích hoạt thương hạn chơi một đánh thương rất là dễ. Nhưng nó khổ đấy, nó khổ cái tao đi vào ấy. Đấy, cái team này các bạn là thật không. Ngoài thằng Arthur mở không nát thì chả có một cái mũ con thằng nào dám mở cái team mình đâu. Thằng phơ ló mình nói thật các bạn là phơ ló là mấy vàng bốc hơi chứ không phải mình đo cái pha này. Rồi, sạch cái thằng Văn Hín thật nả. Rồi, đấy, tiếp thằng này hết chỗ ăn. Rồi, còn tiếp theo thằng Tú này. Đấy các bạn, đến sẵn chưa? Hầu như mình chẳng không bị dính toán luôn. Mà cái thá để mình dính toán luôn sợ mà đi hiện tại mình quá xanh thôi. Khi quy lén quả sánh thì nó sẽ thả về mọi cái định vật vật lý. Thì ngoài tất cả những cái thì trừ thằng Alistair đấy này. Còn tất cả các bạn thầm vào cho thằng Văn Hén là choáng, cho thằng Vayhead choáng, thậm chí cho Alistair choáng, mình cũng không chết được. Trừ thằng Alistair thôi. Đấy, cho nên khi gặp nó cái giai đoạn này thì mình trừ sở mỗi chiêu ba Alistair. Còn không mình thằng nào mình vào, nó có 10 choáng mình vào. Đấy, cho nên mình hy vọng cái clip này có thể giúp tất cả các bạn hiểu rõ hơn về quy lén mùa này. Và những cái mình nói thì đây đều là những tâm huyết mình là muốn dành tặng cho anh em cái clip. Thì hy vọng anh em có thể là bù đắp là cái sự tâm huyết của mình, những người comment hoặc người nút like hoặc một cái lời đồng minh nào đấy để giúp mình có thể làm những clip hay hơn để dành tặng tất cả các bạn nhé. Kết quả thì là chúng mình làm gì đấy. Rồi mình nghỉ clip để kết thúc thôi, và xin chúc các bạn cái clip này thật tốt và tất cả các bạn anh mài yêu. Bye bye. Gives me chills, a nice road of feels. I slip off the field and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.